Trên trang cá nhân, Nhã Phương đã chia sẻ hình ảnh mới nhất được chụp ở Ninh Bình. Cô diện áo crop top, khoe vòng eo thon gọn, đẹp không tì vết, chứng minh lời đồn cô mang thai là sai sự thật. Cách đáp trả dư luận này của Nhã Phương đã nhận được nhiều lời khen ngợi và ủng hộ từ người hâm mộ. Trước đó, Nhã Phương cũng khẳng định chuyện tình cảm của cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi các tin đồn thất thiệt.